À, cái tiết nào dạy ớt hả? Tiết nào có người học ớt thì tiết đó thầy dạy ớt con. Trong khi chờ đợi em muốn hỏi điều gì thì có thể hỏi nhé. Chưa, mọi người chưa lên, còn đang trực văn phòng. Mấy cái thủ tục ma chay có ý nghĩa gì thì tùy theo người ta đặt ra kiểu gì con, mà nó có ý nghĩa đó, đúng không? Có cái nó có ý nghĩa, có cái nó vô nghĩa. Mình cần làm gì thủ tục đó cái nào có nghĩa thì mình theo, mà cái nào vô nghĩa thì mình bỏ. Hiểu không? Cái gì mà có nghĩa thì mình theo, mà vô nghĩa thì mình bỏ. Tiếng cái cửa cũng giật mình nữa, đông người quá phải hết hồn. Trời ơi thầy, giống như con voi vậy đó mà sợ thầy đuổi đi. Con kêu lên hỏi thầy đi, sao ai cũng mạnh mẽ cho, có mỗi mình em yếu thế vậy? Tại em làm điều ác nhiều, em làm điều ác nhiều cho nên thành ra em mới rất sợ hãi. Làm điều thiện con. Ủa mà quý vị là có láp đúng không? Quý vị vô luôn đi, khỏi chiếu lên cái tivi đó cho nó mệt. Được á, tại vì nó cũng xa, mỏi mắt lắm. Nhớ bằng cái tivi này nó cũng bé bằng cái lỗ mũi thằng Lặng, thấy gì đâu. Nhìn nó bị mờ mờ. Có chưa học nó lại, chưa nó quay lại. Ủa học on hả? On hả? Tại vì nói với chị Trương đã bỏ Trương ngoài cửa, không cho Trương đi nhà. À, thì ra. À, thì ra. Thôi tắt luôn máy nè. Rồi, cho khỏe, trời ơi, đỡ tốn điện nữa. Nói chung là mà mình học mà ốp lại đó, học ốp là cái mình vui lắm, chứ cái mình vui lắm, tại vì mình vô mình đủ chuyện chứ à. Rồi, nhiều khi nhìn mặt thì cũng có chuyện ra để nói nữa. Được nè, bạn bạn áo này thắt cái cà vạt này được nè, mà nó xệ quá vậy con. Sao kép sao sát lên con? Trời ơi, thắt cái còn gì? Thắt cái cà vạt cũng lả lơi nữa. Không, yêu thôi. Lần đầu đó kiểu đang giao dạng cái có nó cái ta cái dạng em bé hiểu không? Cái đó là em bé, bây giờ mình lớn rồi. Giờ lớn rồi, giờ là chú rể rồi, cười mấy cái thủ tục ma chay đó à, con được nghe nói là có nghĩa mà dẫn đường cho người chết về à, có nghĩa gì mà dẫn đường cho người chết về, người chết về rồi làm lộ phí đi đường gì đó ơi. Vậy là nó vô nghĩa đó con. Mình đang nói nghĩa là nghĩa đúng á, mà này nó không có nghĩa đúng, nghĩa là nó vô nghĩa. Nghĩa không? Thì con trùng hợp á, con cũng xuất hiện luôn, con đi rồi con về. Được không? Được không? Hiểu không? Cho nên ra mấy cái đó gọi là đám tang không chân chánh, để tang không chân chánh. Cái đó là phải sửa á. Là tang là phải nó chân chánh mới được, đúng chánh pháp đó. Mà mình tan mà mình chơi kiểu như vậy là mình tan xác luôn á con. Mà cái đó là chưa có ai làm báo cáo được nghiệm thu đó.
nên là thành ra mình phải chờ thôi. Giờ mà ai muốn chết á, mình cũng phải từ từ nghe không. Giờ là mình chưa có chết được đâu, tại vì mình chưa có được cái bài báo cáo đó. Mấy cái người chết ngoài đường có cần phải kêu sư lại chỗ đó tụng vong cho vong được về nhà không? Không có con ơi, chờ bộ con tưởng con tụng cái nó về hả? Không, thứ nhất á, là nhà nó lỡ đó, nó không có về đâu hết, được không? Cái thứ hai nữa, nó tụi nó không phải là vong, mà tụi nó là chúng sanh. Tụi nó là chúng sanh ở đó. Ủa thầy nói gì chưa to nữa hả? Ở đây tao muốn điếc hết rồi nè. Chị thấy không, bên kia người ta phản ứng nè, chị thấy không? Rồi trở lại cái vòng đó đi ha, trở lại cái vòng đó đi. Thì mấy cái vòng đó con là không có thật nha. Mấy cái vòng đó là sai đó, nó không có đúng đâu. Mấy cái đó là chúng sanh đó, hoặc là ngã quỷ, nghe không? Hoặc là asura. Nhưng mà mình kêu các sư lại đó, mình đừng có kêu các sư lại cúng vòng ha. Kêu mấy đó là mấy ông bên Theravada đó, là mấy ông chửi cho nghe. Cái giống đó mà cúng. Cúng đâu mà cúng. Nhưng mà kêu mấy ông lại đó để mà mình thọ giới ha, là mình giữ bắt quan trai, không quan thì được, không quan hỷ lắm. Đó đúng. Rồi khi mà mình có phước như vậy rồi đó, cái mình mới chia cho tụi nó, con hiểu không? Mình chia cho tụi nó. Tại vì chúng nó khổ lắm cho mình chia cho tụi nó cho nó đỡ khổ đó. Thì cái đó thì nên, hiểu không? Cái đó thì nên. Coi mấy clip chết xong sư ra xong tụng mới kể ổng con thì con thấy ở ngoài đời rất nhiều đứa điên không, thế xong cái con nói trong mà ngoài đời có mấy đứa điên vậy thầy, thì thôi thầy bó tay luôn. Thầy bó tay thì mình phải lựa chứ con, mình phải lựa chứ, không ai điên mình né ra, người nào tỉnh mình chơi, hiểu không? Mà thường tôi thấy ngộ nè. Kiếm cơm, kiếm cháo đồ ta lo vậy lắm. Chứ chết không ai lo. Chứ giống như ta nghĩ là chết rồi là xem như là mấy người ở lại lo thôi. Vậy thì mình ở lại đó, sao mình không lo ha? Mình phải lo chứ. Vậy lo vậy mình phải tìm hiểu à. Hiểu gì? Chết rồi đi gì đâu? Mình không có lo gì hết trơn, nhưng mà mình cũng phải chết hà. Vậy thì ai đó mà có cái sự suy tư là phải nghĩ rằng nha. Chứ không phải mình nghe người ta nói, mình thấy trong phim đó, mình thấy trong phim người ta bảo bảo là mình chết rồi cái mình đi đó đi đây đó kia, đúng không? Có đúng vậy không? Có phải gì thiệt không? Hay ta đồn mình chơi vui thôi, người ta đồn mình cũng nghe nữa, ngu. Cái đó là ngu. Nhưng có đúng, có đúng không? Ai nói, đứa nào nói, kéo đầu đứa đó ra hỏi tiếp đi, đâu mà chỉ tôi coi. Nó nói không được thì sao? Thì đừng tin nó. Mình phải học à. Mà học gì? Đông tây kim cổ cả đống thứ để học. Mà học mình mới có hiểu biết mình tìm ra rồi, không có mê tín nữa, được chưa? Chết nhiều lắm con đó, thời Covid mà chết nhiều lắm. Chết là bình thường, nhiều khi mình không chết nó mới bất thường á. Được không? Ai mắc hỏi gì đó hỏi nữa đi. Mình hỏi nữa đi. Để coi còn người nào không? Lê Hà Minh Anh chưa vô. Không. Ủa sao vậy? Đứa nào sắp có chồng hả? Nó nên hỏi không là tại sao trong đầu nó cứ tư tưởng vào ngày 4 tháng 2 không vậy? Cái đó nó cằn lắm con, 14 tháng 2 nó cằn lắm. Con chỉ nhắc bên này 14 tháng 2 thôi, không ai tặng nó trơn, thấy buồn. Cái đứa nào đó lấy cái gì đó tặng cho nó đó rồi. Có đứa thấy căng rồi ha. Căng rồi. Cái câu này.
Hay mắc hỏi gì đó hỏi nha. Thì có mấy bạn mới mới á, thì mình nên hỏi đi để cho nó giãn giãn cho bớt đó, để thôi mình đi đi sâu quá cái nó ngán. Bạn này nhìn đây hay bạn này nhìn kia? Bạn nhìn đây hả? Nhìn đây mình đánh đây mà. Ủa, thì nhìn hai bên cũng được. Nhìn hai bên luôn ha. Cũng có bên mà. Có sao không? Nhìn mặt hờ quá. Vậy không hả? Vậy không chỉ bằng thôi. Ủa, tới giờ. Hình như cũng chưa đủ ha. Hình như cũng chưa đủ ha. Mình chờ chờ xíu không? Mình chờ chờ xíu không? Chờ 1 phút ha. Rồi mình chờ 1 phút nữa đi. Có ai hỏi gì không? Hỏi đi. Ai còn gì mà yêu thích yêu ma quỷ quái vậy đó, năm 14 tháng 2 này hỏi đi. Yêu ma quỷ quái vậy đó, mình tranh thủ mình hỏi nha. Tại vì 14 tháng 2 ma quỷ dữ lắm. Ma quỷ dữ lắm. Hỏi sao bà? Sao gặp gì sợ hả? Gặp gì cũng sợ hãi chứ, hay giật mình, hay lo lắng. Rồi trong người cũng hoảng sợ, nghe tiếng động mạnh là luôn. Trong người không hoảng sợ à? Không hoảng sợ hả? Nghe tiếng động là luôn, nghe được bùm cái là hết hồn. Làm sao đây mình khắc phục cái chuyện này để mình mạnh mẽ hơn? Thì cái này người thấy thường người ta gọi là bánh bèo. Nhưng mà cái tập mình phải vượt qua cái sự bánh bèo đó, đúng không? Để tắt cái mic ồn cái ha, rồi mình đi tiếp nha. Rồi tắt nhớ nhanh. Chưa nhắn chia lâu. Trở dậy sự bánh bèo của bạn. Giờ sửa nó sửa sao? Mình sợ nhiều là do đâu? Sân nó nhiều gọi là đa sân hay là sân quen thành nết. Rõ không? Sửa cái đó. Thứ hai nó sửa gì? Sửa sân bằng cách gì? Tâm tử. Từ ái. Thiếu từ, thiếu thương, thiếu tình thương. Thiếu tình thương. Chứ bây giờ thầy hỏi con rồi. Mình biết á, bồ mình đứng sau lưng khiều mình á, trời ơi, tê tái tâm hồn luôn. Nó chứ sợ đâu? Chứ sợ đâu, mặt phê liền hả? Không có tưởng tượng thì mình tạm tưởng đi. Người ta phải cần thiệt ghê thì. 14 tháng 2. Trời ơi, 14 tháng 2 cũng xỉu hả? Nhắn là chịu liền à. Đó, thằng gái gì? Tạp. Mình tạp cái gì? Sao mình có tình thương nhiều? Khi mình có tình thương nhiều thì mọi thứ nó đến cho mình đâu có sợ đâu. Mình đâu có sợ. Mình sợ là mình sợ người ta hại mình. Mình sợ người ta hại mình. Mà hai đó, mình không có một cái lòng nào mà mình lo lắng là ai hại mình hết. Ta mình ăn ở hiền lành má. Mình ăn ở hiền lành quá thì thành ra sao? Mày ra? Mình? Không, con sợ nữa. Đúng như vậy. Đúng như vậy. Không còn sợ nữa, nhớ nghe, phải tập nghe vậy. Tập mấy thứ. Mấy thứ. Quên tiêu rồi. Mới nói xong. Nhớ được cái tâm từ này, cái tâm từ trước đó là gì? Trước đó là gì? Rồi vậy sao nữa? Còn một ý nó rất là quan trọng luôn. Một ý rất là quan trọng luôn. Ý rất là quan trọng luôn, phải mạnh mẽ lên. Trời ơi. Ừ, đó, trời ơi, nhớ cái đó rất quan trọng luôn, phải mạnh mẽ lên, được chưa? Ừ, mạnh mẽ lên. Ôi trời đất ơi. Được chưa? Ổn không? Làm sao con được để con mạnh mẽ? Chứ con gái con thì vẫn đứng là đàn con mạnh mẽ, là con mạnh mẽ đúng không? Ôi trời ơi. Muốn rớt nước mắt không? Như vậy đó là rất là không mạnh mẽ, hiểu không? Vậy làm sao mạnh mẽ lên? Tôi nghĩ tôi nghĩ qua cái room này cái coi, cũng nên cần nói đó. Cũng nên cần nói đó. Nhiều lắm đấy. Hay quá ha, nhiều lắm nữa ha. Làm sao mạnh mẽ lên? Quý vị nhắc cho tôi coi, bốn chi của người nam. Bốn chi của người nam là gì? Đừng nói hai tay hai chân. Tôi xỉu luôn á. Bốn chi của người nam. Để thấy Nhi đang nhắn lên kìa. Để chờ coi phải khảy hay không. Bốn chi của người nam. Rất quan trọng phải nhớ. Rất quan trọng phải nhớ bốn chi của người nam. Ai mà muốn đợi sau đầm người nam thì nhớ phải quân tập từ từ. Phải quân tập từ từ. Bốn chi.
quấn trên này, quấn trên này, thành ra đợi tiếp tục đời sau vậy nữa đi. Có ừ, chưa có ai lên hết. Từ khi người ta nhắn đó là có ai không, nhắn lên giùm đi. Người ta nhắn lên vậy đó. Chắc không đâu. Trong khi chờ đợi bốn chi nam để mình tiếp cái câu đó thì mình trở về vấn đề giao hợp ha. Ờ, có phải khi nam nữ giao hợp luôn có vong ở đó sẵn sàng để trở thành bào thai không? Đâu nó đâu có gình con gì con. Trời ơi. Nhưng mà vấn đề đó là nó có gình đi chăng nữa nó cũng không có gảnh đâu nó, mà nó nhào vô. Phải không? Trời ơi. Tôi giả sử nhưng mà nó có gình thiệt nó cũng phải lựa chứ. Không, nó phải lựa chứ. Nhưng mà tôi là cái dòng đó tôi cũng phải lựa chứ. Đúng không quý vị, tôi thấy đúng không? Ừ, nhưng mà sự thật là nó không có như vậy. Sự thật là nó không phải như vậy con ạ. Cái tâm tục sinh của mình á là nó tích tắc hả con? À, cái tâm tục sinh của mình nó tích tắc à. Khi mà mình mới vừa cận tử lâm chung mình chết á, khi mà mình chết á, ngay tức thời cái tâm của mình nó tục sinh liền. Nó có nằm chờ. Nó có nằm chờ, con hiểu không? À, nó tục sinh tiếp tục đi tới ở một cái bào thai phù hợp. Ở một cái bào thai phù hợp. Vậy đó. Cho nên là mình đừng có nghĩ là trời nó gình mình ha, nó gình mình ha, mình đi mình qua hệ tình dục cái nó gình mình ha, chưa kỳ à. Ờ chưa kỳ hả? Thì không phải nha. Trời ơi, đừng có nghĩ thô vậy con, tội nghiệp tụi nó. Thấy có lên này nè. Ờ, năm căn năm tướng năm tánh năm hành. Rồi, chính xác. Rồi, đó đó con. Cái đó để mạnh mẽ đó, tải cái hình đó về để ngoài điện thoại cái mạnh mẽ ha. Thấy rồi ha, phải hành ha. Mình thấy cái gì nè. Cái năm căn thì tao khổ nói rồi. Cái năm căn khổ nói thì như con là có phước rồi đó. Rồi, con là có phước rồi. Chứ chơi nhiều người nữ người ta đâu có được đâu. Ha, nó muốn có phải qua Thái Lan ha. Ờ, năm tướng. Ờ, cái năm tướng, cái này quan trọng nè. Ừ, mà nói về năm tướng nữa, chứ tương lai không có đeo cái kiếm nữa. Có thấy được cái mặt đó. Ừ đúng rồi, phải coi có nam tướng không. Không phải, nhìn giùm ơi, nhìn giùm ơi. Ừ, nhìn có nó rậm không? Không rậm. Ừ, không có rậm lắm. Ừ. Nhưng mà cũng tạm được. Tạm được phải không? Mày lá liễu. Liễu tao. Ừ, chưa đến độ thôi cũng được. Ê, nhưng mà không cần phải đi xăm chân mày đâu nghe. Ừ. Mà đó nam tướng đó, đó là tướng đó, rồi gì nữa? À, đi đứng nằm ngồi nữa. Không có ngồi đâu mà gì không có được cái ngồi như vậy đâu ai lấy gì của mình đâu à. Phải không, đâu ai lấy gì của mình đâu đó. Cho nên thành ra là mạnh mẽ lên nghe tân. Rồi đó là năm tướng á, được chưa? Cái tướng là nó thể hiện lên nghe, rất quan trọng đó nghe. Rồi sau đó là cái tánh nè. Cái tướng là sao, nhìn đây đâu thấy đâu, nhìn đó mới thấy. Ờ, tại vì nói gì bển đâu biết. Đó, nhìn đây đâu thấy đâu, nhìn đây mới thấy nè. Đó, cho nên là không có nói được gì cái năm tướng, nhưng cái năm tánh biết nha. Ờ, cái năm tánh biết nha. Đánh lên chữ thôi biết liền. Hậu đánh thôi biết liền, hay vậy đó. Ờ, nó là cái năm tánh á, cái tánh nó là cái tánh cương nghị quyết đoán đó. Rồi đó rất quan trọng. Ờ, cái tánh mà không có chịu mà hứa mà dùng dằn vậy đó. Dứa dùng dằn vậy đó, hứa mà. Thôi. Ừ thôi đồ các kiểu, trời đất ơi là trời cái thứ đó đó ha. Thời chính xác luôn, cô mày dùng từ quá trời đúng luôn, gọi là tánh dẹo đó. Thì được thì không được thì thôi, cho nó một cái đi cho nó khỏe, nó rõ ràng á. Không đâu vậy đó, mà không vậy nghe cái thứ vậy đó. Vậy đó mà không vậy nghe đó, cho nên nó thiếu cái nằm tánh ha, phải tập cái nằm tánh. À rồi, cái năm hành là cung cách mạnh mẽ dứt khoát chịu trách nhiệm. Mạnh mẽ dứt khoát chịu trách nhiệm quan trọng nữa. Cái này cũng khó nữa, né không mà còn né không mà. Mạnh mẽ cương quyết đó, dứt khoát. Có một cái mà thận trọng về cái chỗ mà năm tướng. Ngày nay tướng nó bị mất nhiều lắm á, tướng nó bị mất nhiều lắm. Thành ra phải cẩn thận về cái tướng không, ví dụ như là kem phấn rồi đó bớt lại không, cái đó nó không có phù hợp không, cái đó nó mòn tướng hết. Cái đó nó mòn tướng nên thành ra mình bớt đi ha. Đó xưa phải đạp xe đạp qua đây không có khẩu trang con à. Cái này
Cái này là thời buổi ngọn lạc đó. Đó, phải nhớ ha, nhớ cái đó. Ví dụ như nam tánh sửa nó lâu, nam hành sửa nó cũng lâu nữa, nhưng mà nam tướng là sửa được liền. Nam tướng sửa được liền đó, phải sửa liền, được chưa? Chết rồi, cái mái tóc này gì hết liền. Đâu, bởi vì nhìn ai tôi thấy đè ra tôi hết liền, đè được tôi đè hết liền vậy đó. Tôi là nhanh gọn mau lẹ vậy đó lắm. Phải vậy mới được chứ, phải để vậy yêu ma quỷ quái nó mới né mình ra, hiểu không? Chứ mình để vậy là yêu ma quỷ quái nó bu mình không à. Mà nó bu mình để hỏi làm sao có tướng mình mạnh được. Thấy thầy thò rồi, thầy mua nguyên bộ luôn con. Nguyên bộ. Đây là có hai cái đầu là sản phẩm của thầy. Ở hết trung tâm nó hai cái đầu là sản phẩm của thầy. Thành ra con như là con tiết kiệm đó, cái con chạy xe Sài Gòn xuống đây thì cắt cho. Thấy không, thành ra yêu ma quỷ quái nó né hết trơn à. Nếu người này không giống như hình, ta không cần phải bù. Phải cẩn thận gì chứ, phải đẩy cẩn thận vậy đó. Này có ai còn hỏi gì, còn thiếu sót gì chưa trả lời không, đừng trả lời luôn nha. Được không? Hôm nay là sự lợi ích nha. Nhớ. Rồi, vậy giờ trở về duyên được chưa? Đủ chưa vậy? Đủ chưa? Vô cũng nhiều rồi nè, thấy cũng đầy đầy rồi nè. Cũng còn thiếu nhưng mà thôi kệ đi. Ủa sao mở lên là câu hỏi vậy ta? Đoạn giảm bằng cách nào nè? Có phải chỗ này không? Hay chỗ nào khác? Đúng là chỗ này đó hả? Đoạn giảm bằng cách nào đó là cái câu mà các bạn trả lời đúng không? Giờ mình qua cái đó rồi. Đó, chưa. Chưa nữa hả? Thầy hỏi chuẩn bị bước sang trả lời á. Vậy hả? Là ai trả lời? Thầy á. Hay quá, hay quá. Đó thì cho mọi người ví dụ cái phần trò màu đen á. Ở vậy đó hả? Có sao kỳ đó, sao trên màu tím mà có câu một cái gì hả? Mua rồi có câu đen vậy thôi đó hả? Đúng rồi, giờ đó học có câu đen. Thầy bữa cũng vừa trẻ mà. Ở mà hôm nay tôi nói câu đen gì cái hết giờ hả? Bữa thầy cho mọi người ví dụ nhiều lắm. Ví dụ ha, mà tôi không có ghi vô ha. Chắc ví dụ cho câu hỏi này nhiều rồi đó. Rồi ba cái thứ nè, con người ta không bao giờ biết đủ. Ái dục, ăn uống và ngủ nghỉ. Ba cái thứ này không bao giờ biết đủ, đoạn giảm bằng cách nào? Tại sao không đoạn trừ đi? Tại sao không đoạn trừ đi? Từ từ. Lợn. Lợn ơi. Lợn à. Đúng rồi. Lên nè kìa. Sao không đoạn trừ con? Chưa đoạn trừ liền được à, mình còn dính nhiều à, mình giảm từ từ, khi nào giảm? Đúng rồi, chứ không lẽ tôi hỏi tôi thì tự tôi trả lời luôn hả? Ôi phải nhanh nhẹn mau lẹ kia, nam tánh. Đó, mấy vị gọi là nam tánh đó, hiểu không? Hỏi mà cứ ghê hoài à. Là mấy người nam tánh ta chịu không có được. Ta ghi lên liền à. Đó là biểu hiện á. Ủa chị hả? Trời, nó học từ cổ đại vậy tới giờ, tới thứ ba tuần trước nó mới giảm thôi hả? Hơi bị chậm nha. Rồi khi mà người ta hỏi mình đó là mấy cái thứ này đó, tại sao mình không đoạn trừ đó, trả lời phải khôn khéo nha. Trả lời khôn khéo đó, mình trả lời sao mà không bao giờ mình trừ được thì trả lời, hiểu không? Ồ, cái chỗ này rồi, cái mới dạy bên Nikaya nãy đó, cũng để ý, cũng phải nói cái chỗ đó nữa. Câu hỏi người ta, ta hỏi sao kệ người ta, nhưng mà trả lời là chuyện của mình. Trả lời chuyện mình phải trả lời khôn khéo. Vậy khi mà người ta hỏi như vậy trả lời sao? Trả lời sao cho khéo cho khôn.
Trả lời sao cho khéo cho khôn, mọi người cho câu trả lời lên đó. Tại sao mình không đoạn trừ đi ha, đoạn giảm này. Sao khéo sao khôn? Nhiều người đang chờ, hy vọng trong số đó nhặt được một cục vàng. Hy vọng trong số đó. Mình thấy dễ giao chứng trẻ lắm, người ta hỏi yes or no cái mình yes or no mà chết luôn. Ta mở ra con đường chết cho mình, mình đi vô trong thì mình chết vậy đó. Cho nên như vậy phải thận trọng. Cái trả lời là phải thận trọng. Một cái sự trả lời của mình là mình đang mở một con đường ra để mình đi. Nói xong hỏi ngay trả lời luôn đó. Tại sao là khỏi mở đường? Trời, ta chết tại chỗ, khỏe đi cũng chết, ở tại cũng chết mà chết luôn rồi. Có một bức ảnh, chờ nữa, chưa kết luận gì hết. Tại vì sao không, ví dụ tôi nói trời con này dở quá, cái không ai đánh vậy nữa, không ai đánh này, để tôi phải nín này, để tôi im lặng vậy đó. Cái là đọc lên câu đó, ồ câu này cũng được nè ha, cái mình cũng ghi vậy, cái chết chung cho vui. Đừng có nói nghe bạn nghĩ nghe. Nhức não hả? Nhức não phải trí tuệ chứ. Mình học duyên mà, trí tuệ Đức Phật thù thắng, phải áp dụng vô. Thấy bệnh lắc rồi Đức Phật nhập vô được cái. Im hết rồi. Những quý vị khác im hết rồi, quý vị khác đang cầu cơ quá ta. Rồi, có thấy có mấy bạn lên rồi. Chờ thêm. Người nào cuối cùng mình đánh lên cái mình nói tôi cuối cùng rồi, nên tôi biết, nên tôi sửa. Nếu không tôi phải chờ tiếp vậy đó. Cái gì mà cái câu các bạn mà đánh lên đó là tôi hiểu, các bạn có hiểu không? Tôi hiểu, các bạn có hiểu không? Tại vì mình hiểu đó là mình sẽ trả lời khôn khéo lắm. Tại vì mình hiểu chi với chỏng là mình tránh chi. Tránh chi thì nó mới đủ được. Mà mình không có hiểu đó, mình không có tránh là chúng.
vậy đó, mình không tránh là trứng à. Nhiều ha, thấy còn nhiều người đang đánh ha, chờ đó, đang chờ đó. À, tiết này không có Minh học ha, tiết này tiếc ha. Ai mà đã lỡ dạy rồi đó, ai mà đã lỡ dạy enter rồi đó, mà thấy mình muốn dạy trở lại thì cứ gửi lên thêm nha. Tôi chỉnh sửa, tôi đâu có đọc lại đâu, tôi đọc một lần thôi nha. Lên lên sợ Google đi, lên sợ Google đi, nó cho mình. Tôi thấy mới ai thọ thục đúng mất rồi, mới thấy nhảy là cái liếc cho qua cái nó rút cho lại rồi. Vui vậy đó, thấy hỏi là vui hả, hỏi là có chuyện vui. Các bạn ha, có mấy bạn gửi thêm. Mấy bạn gửi thêm thì cũng còn vài ba bạn đánh, đánh gì đánh dữ người ta lâu quá ha. Ồ, chơi hỏi lại ha, chơi hỏi lại ha. Được cũng được mà không được cũng được đó con. Thế còn mấy quý vị đang trả lời, tôi cũng chờ nữa, tôi cũng chờ nữa. Tôi chờ đến quý vị cuối cùng. Xong nói xong cái nó cũng hết trơn xuống luôn này. Kiểm giùm tôi còn ai vậy, đừng tôi gọi tên ấy, mình livestream mình phải gọi tên vậy đó, nó mới thể hiện được sự thân thiết với khán giả. Ồ vậy ha, vậy ha, để mở cho ok rồi, từ từ tắt đi. Ờ còn Minh Ngọc hả? Ồ kìa, thấy kìa, thấy Minh Ngọc lên này kìa. Em mới có dạy không nói được. Ờ thấy Minh Ngọc lên này kìa, Minh Ngọc tỉnh này đó con. Huỳnh nữa hả, Huỳnh nữa hả? Ồ ơi Huỳnh ơi, Huỳnh ơi. Ê Huỳnh ơi, tỉnh chưa con? Sao giống này nó tách hai chữ này ra nó sỉ vả gì vậy?
Ủa gì hả? Ai biết, tao nói thiệt mà, tao cảm giác vậy thôi. Rồi ngủ luôn rồi, Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Rồi. Ôi dữ, xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. À ok, nhanh lên con ơi, 9:54 rồi. Thế còn Minh Ngọc ha, còn Minh Ngọc còn đang 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 đánh lên. Ờ, từ từ. Ờ, cái gì nhiều bệnh đoạn luôn là mình đi luôn ha. Ờ, mình đi luôn ha. Ok, qua thấy cũng có tiền. À, còn ơ tay lọc nó kia, tay lọc nó kia. Tay lọc kia. Dạ con thấy. Sao con mạnh mẽ thế? Ồ. Mạnh hơn một số người. Thành ra mấy đứa kia nó rớt khỏi môn này luôn rồi nè. Vì sao không đoạn trừ luôn, trả lời gì đó là ba thứ mà con người không bao giờ biết đủ. Trả lời gì vậy trời? Vì sao không đoạn trừ luôn, vậy đó là không biết đủ. Hay hay đó, hay đó, hay đó. Ta còn là con người. Ta còn là con người mà, cho nên thành ta phải không biết đủ thôi. Câu hợp lý nè ha. Đặt cái chữ chuẩn ha. Ta chờ đến khi đặt thôi cảm ơn. Tại vì có muốn đoạn trừ liền cũng đâu có được đâu, phải đừng tự giảm thôi. Đóng giống comment nữa. Rồi hết rồi hả? Hết chưa tôi còn thiếu gọi tên ai không, thì cứ lên đi. Quỳnh lên đây rồi kìa. Theo con là nên đoạn nhiễm từ từ, thì theo sức của mình nên đoạn trừ ngay lập tức thôi, thì chẳng thấy nén ha, chẳng thấy nén ha. Rồi sao? Rồi bắt đầu mới túm lại nè. Trời ơi, cái gì ơi. Quý vị sợ, quý vị sợ đoạn trừ, sợ chết. Toàn vô là toàn là nghĩ là sợ chết, không chết nhiều lần rồi, mình chỉ sợ, trời ơi sợ chết ghê gớm. Đánh lên cái là thấy nó lòi ra rồi, để được phân tích thần chủ. Tôi phân tích đặc điểm nhóm thân chủ. Cái sợ chết là cái nổi bật nhất. Sợ không ăn chết, sợ không ngủ nghỉ chết. Toàn là chuyên gia sợ mấy đó không à. Tôi nói quý vị, nếu như mà không ăn, không ngủ mà giấc ngủ vậy thôi, thì bỏ ăn bỏ ngủ đi. Vấn đề bỏ ăn bỏ ngủ đi. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là còn sợ, thành ra đâu có tu đâu mà bỏ. Vấn đề là đâu có tu đâu mà bỏ. Đó, mình sợ không à. Vậy thì nhìn lại cái gì? Mình có tu không? Đó là mình có tu không? Không có tu gì chơi nghe. Thành ra cái người mà người ta có tu đó, người mà người ta có tu tiến thiệt đó, ta không có sợ. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái người ta tu tiến thiệt, người ta không có sợ. Tại sao vậy? Không thể nào cái nghiệp nó cắt ngang được hết chứ. Không thể nào chết được hết. Người ta biết chắc chắn là không thể nào chết được trong cái chuyện đó hết. Nó không có sợ. Còn cái người mà không có tu là nói ra là sợ liền, nó sợ chết rồi sao, đau rồi sao, khổ rồi sao, tức là gì? Trời, nó dính tới một cái chuyện là gì? Chưa có tin về nghiệp báo. Hay nói cách khác, nếu như mà giả dụ như tôi có tin nghiệp báo ha, con hay nói cách khác, người đó không có tu gì hết trơn, nó sợ. Nó sợ, đụng chuyện là sợ. Đó là góc cạnh thứ nhất phải nhìn thấy. Rồi tiếp nè, vậy tôi hỏi quý vị, chứ ngủ nghỉ có phải ái dục không? Ăn uống có phải ái dục không? Thì ái dục dính hết thì còn gì nữa. Ái dục dính hết thì cắt ái dục thôi, rồi cắt cái gì nữa mà cứ ngại cứ sợ là trời, ăn uống vô chổng rồi sao, trời ngu, tao nói ngu bà cố chạy vậy đó. Mình cắt rồi mình cắt ái dục chứ. Chứ nên ghi ăn uống ngủ nghỉ đây, bộ là mình nghỉ ăn, nghỉ uống, ngủ nghỉ hả? Ngu. Tao nói ngu đần.
cái gốc của người ta là gốc phải vô, người ta ghi như vậy là chi vậy, cho mình biết rằng hai cái thằng đó nó dục dữ lắm đó, để ý nó giùm cái, chứ ai kêu mình đi cắt nó đâu. Không hiểu bản chất, không hiểu bản chất, được chưa? Giới thiệu như vậy, khi mà mình trả lời mình nói tại sao không đoạn trừ mấy thằng này đi, mình trả lời gì? Theo cái mình, tôi đã đang đoạn gì? Đoạn dám, và tôi phải đoạn trừ nó sớm nhất có thể, và tôi phải đoạn trừ nó sớm nhất có thể để không còn dính mắc vô trong ái dục nữa. Xong. Hiểu không? Còn mà mình nói lên đó là mình thấy mình làm gì trơn á, thấy né không à, nói lên thấy né không à. Nói lên thấy né không? Né gì chừng nào trúng mà không? Pháp nó tới là mình né, pháp nó tới là mình né, pháp nó tới là mình né rồi. Sao cái mình đòi trúng thì trúng đâu mà trúng được, trúng gió rồi chứ sao trúng pháp được. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ái dục là chính nha. Không dính mắc vô ăn ái dục nha, chứ không phải nói trời ơi chết rồi, đoạn mấy này tôi chết rồi sao, tại không ăn chết rồi sao, tại tôi mê ăn mà. Trời đất ơi, tối ngày nghĩ cái đó không à, nên thành ra vậy đó. Cho nên câu hỏi của người ta là cái gì không có quan trọng, quan trọng là cái cách mình trả lời sao nè, với cái tác ý như thế nào, cái nói là sản phẩm của mình tạo ra cho mình đó, nên ra thận trọng cho nó. Hiểu chưa? Ổn không? Chưa quý vị bệnh ổn không? Cái đứng tim chết bệnh không? Đắc đạo chí mạng. Ok tân. Còn hãy nhớ rằng Đức Phật Gautama của chúng ta, ngài nguyện điều gì? Lúc ngài ngồi với cái cội bồ đề, cho tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây, tôi sẽ không bao giờ ngưng cái chuyện này cho đến khi nào tôi giác ngộ vậy thôi. Ngay lập tức thiên ma nó tới liền đội bồ đề. Ngay lập tức thiên ma tới liền đội bồ đề. Là gì vậy? Là ghế ngồi á, cái đội đó đó, cái đội đó, gọi là cái đội chi vậy? Đức cái nguyện của ổng liền. Ngài mà đi là đứt cái nguyện của ngài liền. Đâu đi? Đó là tiêu tụng liền. Bảo vậy chỉ có một cái nguyện thôi. Chỉ có một cái nguyện thôi. Mà có quý vị nguyện vậy đó, có quý vị nguyện vậy đó, chịu nổi đời không? Chỉ cần nghe thiên ma nó dụ ổng cho ổng đứt một cái đó thôi là coi như xong rồi đó. Ổn áp liền rồi đó, ổng không thành tựu được. Mà không thành tựu được. Thấy không? Ngài đã có cái chí nguyện giác ngộ giải thoát, ngài không bao giờ đứng lên cho tới khi nào vậy đó, đâu qua chết bỏ người ta như thế kìa. Chết không? Có chết không? Bây giờ học mình học mới chết nè, mình học muốn chết vậy nè mà chưa hết nữa nè. Đâu quý vị hiểu rồi, hiểu mà tôi nói là nó sẽ không có bị đứt, không bao giờ nó bị đứt được. Có điều chắn chắn sao bị đứt được, chỉ có bất chánh nó bị đứt thôi. Chẳng trách do vấn đề là mình sợ. Trời đất ơi, vấn đề là mình sợ. Cái niềm tin của mình nó nhỏ vậy nè. Cái niềm tin mình nó nhỏ vậy nè. Rồi làm sao mình làm được? Ủa, mình sợ. Mình sợ. Cho nên thành ra nó không có vững. Trên cái đường đi của mình nó không có vững. Mình dễ lắm, dễ lạc lắm, dễ lưu lạc lắm. Chứ quý vị mới thấy là cái đường tục sinh của mình là sao mình nhớ? Mình tục sinh mình đâu có nhớ đâu. Chết cái bập rồi tục sinh mới đâu nhớ đâu. Rồi cái gì nó sẽ dẫn mình đi? Cái gì nó dẫn mình đi là ghê lắm. Ghê lắm, cho nên thành ra phải nhớ cho kỹ ha, phải nhớ cho kỹ. Đừng có sợ mấy cái thứ không cần phải sợ. Mình sợ cái thứ đáng sợ kìa. Đám bên kia ổn không ta ơi? Hiểu không? Hiểu ha, có mấy bạn thấy này ổn nè. Ok, cho nên nhớ nha.
mình còn yếu lắm đó, mình phải nhớ nha, cái niềm tin của mình nó còn yếu lắm đó, mình phải nhớ niềm tin của mình phải mạnh lên. Trời ơi, tin gì mà lèo tèo không à, đường luân hồi á nó lạc đi mất, đường luân hồi là nó lạc đi mất, nó không có quay về được. Thận trọng. Thì ra tôi hiểu rồi, đó là lý do sao một câu mà không bao giờ gọi xong. Rồi cách nào, cách nào đoạn giảm, cách nào bây giờ? Trở về câu hỏi, không bay ra ngoài nữa. Đoạn giảm cách nào? Còn lõm chởm lắm, còn lõm chởm, phải có cái niềm tin nó mạnh lên, niềm tin nó mạnh lên mới được, tin nó còn yếu à. Cho ví dụ rồi hết hả? Hay vậy. Hay ha. Rồi điều kiện để mình có thể đoạn giảm được một cái thuộc về ái dục, thuộc về ăn uống, thuộc về ngủ nghỉ, mấy cái thứ này là tâm gì? Cái tính này tâm, tâm tham. Tâm tham mà muốn giảm được tham thì phải đoạn gì của tham? Đoạn gì của tham? Đoạn nhân. Trời ơi, đoạn nhân chứ tham. Thấy không? Ừ, phải đoạn nhân của nó, tức là đoạn giảm các nhân làm cho tham sanh sanh khởi. Cái này á là ai học bên Nikaya phần sau á. Chắc trời giờ nếu mà tôi dạy bên đây á thì nữa qua bển nó bị trùng sao ta? Vậy thì tôi nên dạy bên đây hay tôi để qua Tăng Chi tôi dạy ta? Dạy bên đây ha. Dạy bên đây ha. Dạy qua Tăng Chi á. Qua Tăng Chi á nó hợp hơn á. Muốn xỉu vậy đó. Đây nè, đoạn giảm bằng cách là gì? Đoạn nhân của tham, đoạn nhân của tham. Đoạn nhân của tham. Rồi, đoạn nhân của tham thì mình phải biết. Tham nó có bao nhiêu? Bốn đó là xưa con ơi, bốn xưa. Giờ người ta dạy Nikaya mở rộng người ta nhiều hơn lắm con ơi. Cái con nói trời có bốn cái mà đoạn muốn chết còn không được, nó nhiều hơn sao đoạn trời nữa. Người ta nhiều lắm chứ không có ít đâu. Rồi nó hai đời lắm con. Nó hai đời lắm. Giờ mình phải đoạn nè, tách ra. Trong đời này riêng, đời trước riêng, có ba thứ ở trong đời này khiến cho tham mình nó sanh lên. Ba thứ trong đời này khiến cho tham sanh lên. Có ba thứ trong đời trước khiến cho đời này mình tham. Vậy thì, ủa mình biết ba cái của đời trước gì vậy? Chị em biết ba cái đời trước gì vậy? Không làm nữa. Chị em biết ba cái của đời trước gì vậy? Để đời này không làm nữa đi chị ạ. Nói mẹ gốc đi, nói chi tôi hỏi hoài vậy hả? Thì đời sau đừng có lại bị nữa. Mình ăn một bữa rồi phải lo lên ngày mai, hiểu chưa? Mình tu đời này phải chuẩn bị cho đời sau. Đời sau biết ra có tu không? Không, rồi bây giờ nào mình phải chuẩn bị cho đời sau nữa. Thành ra mình phải biết luôn ba cái nhân từ đời trước và ba cái nhân của đời này để chuẩn bị cho đời sau. Mà trong đó không phải cái nào mình làm được đâu. Có những cái thứ là đã rồi, có những thứ đã rồi sửa không được, nhưng có những thứ mình có thể sửa được. Là phải đi nè, ba cái của đời này, ba cái của đời, tục sanh có tham bè đảng, rồi này sửa sao? Cái dính rồi cái sửa này. Lúc mà mình sanh ra cái tâm mà ba tí sanh thí á, ba tí sanh thí lúc có tục sanh á, cái tâm đó nó có tham bè đảng chứ. Cái đó sửa sao? Đó đó là phải chịu đấy chứ sao giờ. Trời ơi, chịu đó là phải chịu, không có đường nào khác hết. Quý vị phải để ý nè. Giảm được không? Đây nè, tôi nói quý vị nè, mình phải để ý chính mình nè, nó hay dễ lắm luôn, nói quý vị nha. Bây giờ bước vô hội trường thấy cái món ăn, cái nhìn món ăn thôi mà, trong khi một đám người ta đang ngồi là biết rồi, trời mình tham mặn, na tham nè, mạnh lắm nè, bự lắm nè, tham ăn nè. Phải biết. Trời ơi, cái đó là phải biết. Tại vì sao vậy? Ai biết? Nó không có mở miệng nó nói mà nó nhìn mắt nó, ai biết? À, đâu ai rảnh đâu nhìn mặt nó. Không mà quan sát sẽ biết á.
Không có đó ai rảnh thì quan sát thôi, tôi mới rảnh. Đây nó tập trung quá. Hiểu không? Hiểu không? Tương tự như vậy cặp với các thứ khác. Tương tự với các thứ khác. Phải để ý mình biết liền trời. Hàm dữ quá, bè đảng dữ quá. Có những cái đứa bè đảng nhưng mà nó yếu. Có những đứa bè đảng nhưng mà nó mạnh. Có đứa bè đảng con mắt mà đứa bè đảng lỗ mũi. Có đứa bè đảng lỗ tai. Mỗi đứa một bè. Mỗi bè một kiểu. Không có giống nhau. Tự quan sát mình, tự để ý mình. Mình không để ý của ai để ý mình được. Với những cái người mà bè đảng yếu là những có cơ hội được giảm. Không, cái đó là xịn lắm á. Mấy đứa mà bè đảng mà nó yếu đó, cái này mà mình dạy nữa do người ta đó, cái người ta điều chỉnh được á, người ta kiểm soát rất dễ. Người ta thuần thục trong cái điều chỉnh tâm. Còn mà khi mà mình nặng quá thì phải tập nhiều. Nhé, cái tập ít nó nặng, cái tập nhiều. Mà nặng quá thì bỏ luôn đi ha, là rồi đó. Vậy là rồi luôn đó. Phải cố sức ha, phải cố sức, cho dù quá cố cũng phải cố nữa. Tại hồi đời sau gái tệ hơn nữa. Cái đời sau nó tệ hơn nữa. Nó càng ngày càng tệ xuống. Vấn đề là ngày càng nó tệ xuống, nó trị độn xuống. Được không? Đó, vậy thì cái tục sanh cái tham bè đảng này phải tự quan sát. Phải tự quan sát để xem coi mình có mạnh nó không. Mạnh kiểu nào, kiểu gì, ra sao. Mỗi loại nó mỗi kiểu, nó mỗi khác nữa. Nó phức tạp vậy đó. Thành ra bên Nikaya không học rồi. Phẩm sắc đó à, rồi mỗi người nó có thu hút một kiểu khác nhau. Có đứa thu hút kiểu thứ năm, có đứa kêu thu hút kiểu mùi hơi, kiểu mà liên hiu quen chậu, vợ chồng quen hơi đó. À đó, được không? Ở khi thì để thu hút cái bằng cái ánh nhìn, cái khuôn mặt, cái diện mạo à, mà nó té xe một cái là xem như rồi. Hả? Qua tin nhắn là thu hút cái gì? Cảm pháp. Tự tưởng tượng. Tự tưởng tượng. Tự tưởng trong đầu mà gạt vậy. Tự tưởng tượng, đó là cảm pháp. Làm cảnh sát, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Mỗi đứa nó mạnh kiểu khác nhau. Cảnh nó mạnh lắm luôn. Có đứa nó mạnh hết luôn. Trời ơi, sao biết gì? Ừ. Quá chừng mạnh luôn vậy đó. Nên là thận trọng nha. Đó, tục sinh có thêm bài đè đảng đó nha, bài để ý nha, tự để ý nha. Ai có mà có loại nào mà thấy mà không có ổn á thì thôi cái đó để nhắn riêng đi nha, đừng nhắn chung kỳ. Rồi, cái số 2 gặp cảnh tốt, cảnh như ý. Cảnh tốt, cảnh như ý. Hai kiểu nha, trong đó nha. Cùng là cảnh nhưng mà tốt nó khác mà như ý nó khác nha. Cảnh tốt, cảnh như ý. Có khi có cảnh tốt nhưng mà nó không có như ý lắm, cho nên thành ra tham nó khởi lên nó ít. Ừ, có cảnh mà nó không có tốt lắm nhưng mà nó như ý, cho nên tham nó cũng khởi lên nhưng mà nó không có mạnh trội lắm. Cái cảnh mà nó vừa tốt mà vừa như ý là biết rồi đó. Ừ, là biết rồi đó, là tham dữ lắm luôn đó. Và cái thứ ba, không có tác ý hợp lý. Không có tác ý hợp lý. Tác ý phi lý, kiểu ăn cái bàn lên tặng cơm mình ăn cái bàn, tác ý nó phi lý, được chưa? Hay là không có tác ý hợp lý hay là tác ý phi lý. Lúc bây giờ là tham sanh liền. Sanh liền, ngay liền, lập tức bụp lên liền. Đời này của mình đó. Đó là đời mình, đời này của mình đó. Ờ, có những cái tốt nó không có như ý. Cho nên thành ra tham nó khởi lên đối với cái người đó. Cái cảnh đó nó là cảnh tốt, nhưng mà nó không có hạp với cái ý của người ta. Cho nên ta thích nó vừa vừa. Không thích nhiều, hiểu không? Người ta cũng thích, cũng thích. Cảnh tốt mà không thích sao được. Cảnh tốt. Ví dụ, để nói ví dụ như cái con bé này nó không có mê trai lắm. Cái con bé này nó không có mê trai lắm. Nhưng mà nếu như mà trai đẹp thì nó cũng phải nhìn chứ. Đó, mà nhìn thì nó cũng phải thích chứ. Nhưng mà nó có thích lắm không? Không, nó không có thích lắm, nó không có thích lắm được không? Ừ, nó nhìn thôi cho nó thích chứ, nhưng mà không có lắm thôi. Nhưng mà đúng cái gu của nó. Ví dụ như cái gu của nó vậy là đầu tóc thì sao, rồi chân mày thì sao, con mắt thì sao, lỗ mũi thì sao, bla 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 bla. Đúng ý à? Ồ, đúng ý luôn. Thì biết rồi đó. Ừ, biết rồi đó. Hiểu chưa? Không có cái bánh xèo nó hợp với con, mà cái thời mà hợp với con đã qua rồi, con phải cho cái thời cũng hợp với người khác đi chứ. Ừ, hiểu không? Nhi ha. Chị mỗi người như thích này. Đúng là bả nên đặt cái chuẩn cho bả để nó hút đại.
Rồi, đó là ba cái thứ của đời này. Rồi ba cái thứ của đời trước này. Ba cái thứ đời trước hả? Nết quen Sam. Trời ơi, cái nết á. Tiếp, đúng, chính xác, chính xác. Nói vậy đó là nó đi tu tiến. Tu tiến. Cái sự tu tiến của đời này đi làm cái gì đó? Tạm cái tội nghiệp. Cái tội nghiệp lúc tục sanh bắt cái điều tốt, qua đời sau giảm nó xuống. Đời này không tu gì trơn, qua đời sau tiếp nữa, đi nữa, đi bụi nữa, qua đời sau đi bụi nữa, qua đời sau lại đi bụi nữa. Thành ra cho quý vị mới hiểu cái câu tại sao Đức Phật nói đó là sanh làm người nó khó, sanh làm chó thì nó dễ, câu này của tôi nha. Nhớ nghe, sanh làm người nó khó. Tại sao vậy? Đó là quý vị thấy đó, nó tụt lên ngày càng, nó tụt xuống thêm thôi, chứ đâu có dụng mà nó đi lên được. Nó tụt rồi nó tụt xuống, trời ơi, phải ngẫm cái đó lại. Phải ngẫm cái đó lại. Tại sao vậy? Quý vị không có ngẫm, quý vị không có sợ. Hồi quý vị không có sợ, mà quý vị không sợ là quý vị làm là bậy à. Vậy đó. Quý vị không có, có ngẫm, quý vị không có sợ, không sợ là quý vị làm là bậy à. Phải sợ mới được. Nên nhớ nghe, cẩn thận đó. Thì cái nết quyền tham. Trong quá trình mà mình tu tiến này, mà cái tham của mình nặng quá, mình không có kiểm soát được á, thì cách nào để mình giải quyết trường hợp đó? Mình không kiểm soát được, không có cách nào đó. Mình không kiểm soát, con đã nói rồi, mình không kiểm soát được, còn cách nữa. Ai kiểm soát cái tâm mình? Vậy cái trường hợp như vậy có nghĩa là vẫn muốn tu tiến, vẫn có quyết liệt với tu tiến, nhưng tham vẫn rất tham, thì có thể cứu nó tu không? Cũng có thể chứ, tùy theo thằng nào mạnh hơn. Tu kỳ. Nó tương tạp đâu, đây nè, nó nằm ở dưới á, số 2 á. Hành thiện pháp tương tạp với tham. Vừa hành thiện nhưng mà có tham, nhưng mà tham. Đó là cái bông, cái bạn hỏi đó, mới hỏi đó. Chị cứng rồi. Đó, nó là số 2. Là hành thiện không? Có hành thiện mà tương tạp với tham. Trời đất ơi, vậy đó, đợi sao tục sanh làm người. Người mà tham bè đẻ. Qua đây đi đâu? Đó đấy, người tham bè đẻ. Tại vì sao vậy? Vậy chứ tôi hỏi quý vị chứ bây giờ nè, mình em mình tham nè, chứ mình không có phước sao mình tham được? Không có phước làm gì người làm người được, làm gì có cảnh tốt được mà tham. Thì hồi trước mình phải làm thiện. Cái bà hỏi tại sao tôi thiện mà đời nay tôi lại chưa tham đó? Tại vì tương tạp với tham. Hiểu không? Hiểu không? Cho nên thành ra trời ơi, đã thiện rồi, chùm ơn thiện từ đầu tới cuối đi. Đừng có lộn sờ ngầu chấm. Trời nó tiếc lắm. Trời có gì mà hiểu rồi đó, quý vị nhìn quý vị trời ơi sao á, làm được tới đó rồi mà đâu có ghé xíu nữa, nó tốt hết luôn, tự nhiên cái bẻ ra gãy gánh tương tư vậy đó, thiệt nó khổ. Thành ra phải hiểu, phải ngẫm đó, ngẫm hiểu, hiểu rồi sao, hiểu rồi mình thấy thương, mình thấy thương chúng sanh u mê, chúng sanh u mê đó, khổ hết khổ nọ tới khổ kia. Thành ra quý vị nhớ, nhớ cho mình. Rồi tục sanh có tham bè đảng, đó là cái quay lại trên đó, à, là của đời trước. À. Thầy, mình nói cái cảnh xuất hiện để cho mình tham đó là cũng do từ cái thiện nghiệp được trước nó cảnh tốt, chứ không phải cảnh để cho mình tham, không phải gọi đúng. Cảnh tốt. Ừ, cái cảnh tốt, cái cảnh tốt nó quay trở lại với mình. Tôi nói thí dụ nha, mình có cơ hội gặp được người đẹp, chơi, đó là phước của mình á. Bộ người ta tự dưng cái ta đẹp rồi hả? Trời, người ta bố thí, người ta trì giới, người ta tu tiến, biết nhiêu ta mới được đẹp vậy chứ bộ. Hiểu không? Mà mình gặp được cái người như vậy, phước, rất phước luôn mới gặp được chứ không phải tự dưng đâu. Tại sao mà không gặp đứa cùi đuôi sức mẻ? Nhưng mà, hai vì mình quan hỷ, trời người đó tốt, người đó có phước, người ta quan hỷ ta phải tu tiến để mà ta có được cái phước như vậy. Thầy không đâu, trời ước gì người đó bồ mình ha, trời ơi ước chi nha đó, trời đất ơi ước cái gì đó không biết nữa, ước cái gì đó. Cái này nè, một thời có một cái vị đó cũng ước như vậy đó, với một cái vị trời ông sư này đẹp quá ha, bây giờ ước chi vợ mình cũng đẹp được như vậy, ngay tức thì chuyển đổi giới tính luôn. À nhớ, tại vì cái vị đó là độc giác. Đó, rồi đụng đi. Tập viết cho quen cái nết đó. Quen cái nết đó, trời trời gặp ai cũng vậy chứ. Nó trời ơi bậy không được. Không được, cái gì cũng phải nhớ cẩn thận nha. Cái đồ cúng là không có gớ. Nhớ chưa? Mà nó đã ngu mà nó biết cái nào đúng cái nào. Ừ, đó. Đó, vấn đề đó là không có tập đó, không có tu tiến. Tám hết.
không có tu tiến là chết luôn. Hiểu không? Hiểu không? Thận trọng con, phải biết sợ, phải biết sợ, biết sợ thì mình mới cẩn thận được, mà không biết sợ là mình chết, không biết sợ là chết, hiểu chưa? Thận trọng cho mình mấy cái chuyện đó rất quan trọng đó, tại vì trong đời mình đâu có biết ai là ai đâu, sao là sao đó, thận trọng cho mình đi đó, chắc ăn vậy đó. Cho nên thành ra thấy ai đẹp đẹp đừng có tâm tớt nha. Ừ, đó. Ừ, mình nhân học cái buổi này đó là một cái duyên đó, để cho mình thấy người đẹp mình đừng có tâm tốt. Ừ. Ừ. Ừ có chứ, nhớ A Nan không, nhớ A Nan nguyện không, để cúng dường cho các vị độc giác 500 vị ở trong cái hang động đó, cái ngày tu tối đó là tối tăm quá, nên thấy thương thương cái cúng dường ánh sáng cho các vị, xong rồi các vị mới hỏi đó có điều ước nguyện gì không, đấy chúng tôi chúc phúc cho, phúc chúc cho đó, thì có ước rồi sao đẹp trai con nhà giàu giỏi đó, mà thêm cái nữa ai nhìn cũng mê, là ước vậy đó, ước vậy đó, ước vậy mới chịu đó, rồi xà thú một cái rồi đời sau đẻ ra đi luôn. Thành ra phải chuẩn bị sẵn á, quý vị có chuẩn bị không? Có gì có chuẩn bị không? Mấy cái mình phải chuẩn bị nè. Ví dụ khi mà làm cái gì phước, làm gì thiện sự đó, mình phải chuẩn bị nguyện cái gì. Ôi chuẩn bị nguyện cái gì phải chuẩn bị á. Ôi phải chuẩn bị hết vậy đó. Cái ai mà mình gặp được cái vị đó ha, gặp được cái vị là mình ơi xí nha, để tôi đọc hết của tôi nha, để từ từ để tôi đọc hết. Thế chứ ai kêu mình tham chứ? Ai kêu mình nguyện tham chứ? Hiểu không? Hiểu không? Rồi thận trọng đó, phải thận trọng mấy cái đó rồi đó, nguyện là phải để ý. Ở mặt cái người mà có cái sự suy xét là thật cẩn thận lắm, cẩn thận thôi, đi bậy liền á, đi tầm bậy liền, cho nên là cái chi cũng phải cẩn thận hết ha. Người ta cẩn thận một, mình phải cẩn thận 10, cẩn thận 100, cẩn thận 1000 vậy đó, nó mới tốt được. Mấy đứa mà hay xà thú đó, đợt mưa nãy xứa xà thú không có vô ta, uổng gì đâu. Xà thú đâu phải thận trọng lắm, tại vì mình đâu biết ta nguyện gì đâu. Ta biết xà nguyện ta gì đâu, người ta nguyện gì đó, mình cái xà cái rồi đi luôn, rồi đi cái xà luôn. Hiểu không? Hiểu không? Thành ra vị xử sao, sửa sao, cẩn thận sao. Hả? Mấy đứa xà thú dễ dễ lắm, dễ dính. Tại vì sao cộng với người ta mà cộng với người ta, tại vì mình xà với người ta là mình cộng với người ta, mình thấy mình xà xuống là mình cộng, mình xà xuống là mình cộng hả, vậy đó, hiểu không? Thận trọng lắm, vậy thì mình xà mình phải để ý rồi nha, xà mình phải để ý nữa, xà mình nhớ đeo khẩu trang, xà xà vô cô giúp chết đó, xà mới đeo khẩu trang chứ, chứ mình xà sao mình đeo khẩu trang. Mình xài với cái gì mà mình nguyện ở trong lòng mình á, mình xài với cái gì mà nguyện trong lòng, người ta chỉ thấy cái xà thôi, cái trong lòng mình ta đâu thấy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cái trong lòng mình á, cái đó là cái trong lòng mình á, chứ không phải mình đi với ta, không phải đi theo ta nghe, theo ta chết nghe, ta dẫn đi đâu là chết luôn nha. Cẩn thận, cũng phải trong lòng mình á, cái trong lòng mình đó, để ý cái đó, giữ cái đó cho mình á. Mình nói gì có hiểu không? Ai hiểu bữa nay hiểu không vậy? Hiểu ha, ồ Quan Hỷ, tôi Quan Hỷ nếu bạn hiểu đó. Nhớ nghe, nhớ thực hành cái điều đó cho nó đúng nghe. Mấy cái đó nó nhỏ lắm. Mà chết gì mấy cái nhỏ không à? Tại cái bự mình thấy mấy nhỏ nhỏ đâu thấy đâu. Nên chết mấy cái gì mấy cái nhỏ nhỏ không? Mình để ý mấy cái nhỏ nhỏ đó thận trọng. Ghi nha, phải ghi nhớ nha, ghi nhớ vô tim mình nè, phải ghi vô tim mình nè. Đi đi đâu mình cũng mang theo hết á. Chứ mình để cho bắp dế đứng dậy bỏ lại hết à. Rồi bây giờ bắt đầu sửa.
Nên hy vọng ai đó cắt cái khúc nào đó cho cái người nào đó nghe những cái điều gì đó ha. Rồi, giờ xử đi, xử mấy cái thứ này. Xử đó 6 thứ đó, có 6 thứ đó đó. Đoạn giảm ở đó đó. Giờ giảm đi. Giờ giảm nè. Giờ tục sanh có tham bè đảng, cái rồi hồi nãy tôi nói với cái tham đó đó. Cái vấn đề đó tham bè đảng nó không có đáng sợ là tiếp tục tham phía sau á. Ví dụ tôi nói quý vị đó, một cái người mà sanh ra là họ đã tham bè đảng rồi. Họ tham bè đảng là tham dữ lắm rồi, bước vô phòng đó nhìn nghía là thấy đồ ăn rồi. Dù nghía cái là nó nghía vô đồ ăn thôi, không thấy gì khác hết á. Chứ sách vở giờ nó nghía, nó ăn đâu được. Nghía cái kia liền vậy đó. Vậy thì lúc đó chưa có tham. Lúc đó chưa có tham. Đó là một cái đời người ta gọi nó là bản năng tự nhiên á. Đó không? Cái bản năng tự nhiên vậy đó. Mà quý vị có để ý mấy cái đó không ta? Quý vị có thấy mấy cái đó không? Mình chưa có kịp làm cái gì hết rồi con mắt mình nó ngó liền vậy đó. Nó hay vậy đó. Tâm quả đó. Đó tâm quả. Nhận thức á. Nhớ không? Nhớ bạn yêu không? Thành ra cái đó đó là chưa, nó chưa có tới tham. Sau đó là tham liền, ngay liền tới khắc bập tới tham liền. Nó làm duyên. Nó làm duyên. Hai cái nó cận ý với nhau, kế bên nhau. Đương nhau đi lên liền, đương nhau đi lên liền vậy. Trời ơi, nó nhanh dữ lắm. Nhanh dữ lắm. Thành ra để ý chi vậy? Đó khúc sau, khúc trước biết rồi. Khúc trước biết, sao biết vậy? Nhận diện biết. Mình nhận diện mình biết rồi. Mình biết mình là cái kiểu đó rồi. Mà hãy gặp cái cảnh đó là nó vậy liền. Biết không? Biết chưa? Mà hãy gặp là biết liền. À biết liền, ngưng. Ngưng lại chỗ đó liền, không cho tham sinh lên. Không cho tham sinh lên. Còn không biết là chết ngắt. Không biết là chết ngắt, đi tiếp nữa. Mà đi tiếp nữa là tham rồi đó. Thì thôi, nếu mà là đã đỡ là tham rồi, tức là tới lúc này là đoạn trừ, ôi đoạn giảm đó. Nếu mà đã tham rồi thì mình niệm thôi. Tham nè. Niệm như nhớ đang quay về buông ra. Được chưa? Đó là đoạn giảm. Đoạn giảm là làm chỗ đó đó. Còn nếu mà trừ, còn trừ đó là ngay cái tức khắc mình thấy mình có cái xu hướng đó đó. Biết rồi vậy. Mình biết bởi vì duyên trước đây mình đã nhận diện nó. Duyên trước đây mình đã nhận diện nó, mình biết được cái chỗ đó liền. Cho nên thành ra mình nghĩa vào đó là nghĩa đi luồn đi. Là đừng cho nhìn vô đó nè. Hiểu không? Mà liếc vào đó rồi đi luồn đi tới luôn đi. À, vậy đó. Hiểu không vậy? Thì mình cũng có nhìn. Có chứ, quán tính mà. Có. Nó là quán tính mà. Nó vậy đó, sửa còn. Phải sửa vậy đó, qua đi luôn đi. Qua rồi đi luôn đi, được không? Qua rồi đi luôn đi, đừng ghé vô, đừng ghé vô rồi đó. Là biết mình rồi đó, chuyển luôn. Chuyển qua khác. Hiểu chưa? Thì lúc bây giờ chưa kịp sanh lên. Nó chưa kịp sanh, tham chưa kịp sanh lên. Chưa khởi lên cái lòng muốn cái đó. Chưa khởi lên cái lòng muốn cái đó. Mà bởi sao có cái tâm phòng hộ của mình rất lớn. Niệm á, đại thiện có niệm á. Cái tâm phòng hộ của mình rất là lớn. Cho nên là nghĩa qua lướt luôn. Mình tập dữ lắm mới được đó trời, chứ không phải giỡn đâu. Tập dữ lắm á. Mình tập phải cho thuần thục chứ. Thì cái đó là pháp hành á. Tập thuần thục cái chuyện đó. Nên là người ướt đi luôn, tức là bỏ cảnh đó liền. Biết cái cảnh đó cảnh tốt. Biết cảnh đó cảnh như ý, biết cảnh đó cảnh thì tham sanh lên liền. Bỏ liền, buông ra liền. Tâm chưa kịp. Chưa kịp bắt lại tham chưa lên. Chuyển thôi. Là đoạn trừ. Phải cắt luôn. Hiểu không? Khó. Cái đó khó. Sao nhãn cái là nó trở lại liền. Thì nếu mà khó quá thì đoạn giảm là kiểu thứ hai. Tham rồi niệm tham. Niệm tham mà đi tham hả? Mình niệm được tham là lý tham hả? Hiểu không? Xong cái đứa nó niệm tham rồi cái ly tham rồi cái trở lại tham nữa. Nó niệm họ quay lại hết tô luôn. Rồi tên ăn hết tô luôn. Niệm không thành công. Thì sao? Lần sau tập tiếp nha. Niệm nó không thành công. Mà tập hoài mà nó cứ vậy hoài đó là niệm riết thành quỷ luôn á.
chứ niệm hoài mà cứ tham hoài mà không có sửa gì hết trơn, thành quỷ hay sao vậy? Đó là đồ ăn thôi, ví dụ như những thứ khác còn vi tế hơn nữa. Mình mới tìm đi. Ừ. Rồi bây giờ làm sao để nét đi? Dạ đúng rồi, giờ mình nhìn tiền mình khoái quá rồi. Giống vậy là không có nhìn. Nó nằm ở trong này nè. Nó nằm ở trong này nè. Cảnh pháp của sao sửa? Cảnh pháp của sao sửa thì phải sao? Thay pháp khác. Mà muốn thay pháp khác thì sao? Phải có pháp khác mới thay được chứ. Bây giờ muốn thay cái bộ đồ đi thì sao? Phải có được bộ đồ khác mới thay được chứ. Mà trong bộ đồ khác không có. Không có bộ đồ khác hết. Thì thôi gọi dẹp luôn đi. Trong đầu nó chỉ có cái đó thôi thì làm sao? Người ta cho bộ đồ mới không chịu lấy. Không chịu lấy là tại sao? Chưa biết. À, cái tâm còn đi quan du. Cái tâm còn đi quan du chưa biết. À, trở lại cái thời đó ha. Chứ thầy chỉ tưởng tượng được kìa, tưởng tượng được tốt đúng rồi đó con, tại vì có cái người hỏi trực tiếp đó, cái thầy phải giao tiếp với người hỏi trực tiếp mà thầy nhìn cái máy nó kỳ, hiểu không? Mấy đứa nó khùng sao? Thầy phải nhìn nó chứ. Nên thành ra nhiều khi thầy mô tả cho nó các bạn không thấy được. Các bạn cứ tưởng tượng nha, sẵn đó mình luyện luôn. Thiên nhãn thông. Nhìn qua cái máy thì mình thấy. Từ từ cái mình về hỏi chúng là một kiền liên. hiểu chưa cảnh pháp chưa? Vậy thì thôi, với cái này nó quan trọng nói lại nha, là gì? Phải đưa cái pháp khác vô thay thế cái pháp đó, được chưa? Tập với cái pháp mới được không, cho thuần thục. Mỗi lần cái pháp cũ mà nó sanh lên là có cái pháp mới thay thế. Ổn chưa nè? Đó mà mỗi người mê kiểu à, trời ơi, mỗi người mê kiểu. Mà tội nhất là mấy cái đứa mà kiểu nào nó cũng mê. Tội nhất là mấy đứa nó kiểu nào nó cũng mê hết, có nghĩa là gì? Hư hết rồi. Nó hư hết rồi. Rồi xong cái gì thôi. Vậy thôi cho thôi luôn. Rồi, tác ý hợp lý. Rồi, tiếp theo là tác ý hợp lý à. Chi à, nãy giờ nói là tham bài đảng với cảm tốt rồi đúng không? Ủa, cho hết giờ rồi. Ừ, hết giờ rồi. Ừ, tới giờ nhà bà My. Nên là bà nhớ. Hết giờ rồi. Ừ, nhanh dễ sợ vậy đó. Thôi, này cũng được chút. Học vậy đó mà ta nói cái cuốn nè. Đây coi có 200 trang gì đó, học mấy năm rồi. 4-5 năm gì vậy? 4-5 năm này học được với 70 trang. Đó con, cái cách đó con, hồi nãy giờ thầy nói là cái cách vừa đó còn đầu gì nữa hả? Đó thì cho chi hết trơn rồi. Đó về đó tự suy nghĩ ra tục sanh làm sao ha, quen nết thì làm sao, cảnh tốt mình phải làm sao, cái không ghép mình phải làm sao. Đó cái đó mình tự ra thêm, quản diễn ra thêm con. Chứ trình ngồi thì nói với 5 tháng rồi luôn đó. Rồi ok thôi, cảm ơn chư quý vị ha, hẹn gặp lại vào tuần sau cũng trong giờ này lúc 9 giờ tối. Ai rảnh thì nhớ học thêm lúc 7 rưỡi có đi canh gia, ai rảnh nữa học luôn cái 10 rưỡi có tiết ứng dụng bác chi hành đạo trong kinh doanh. Rồi thôi nghỉ, bye bye chư quý vị.